Ngày xưa ông Trần Trình ông nói thiên cơ là 500 năm. Hôm nay mình đệ tử của Đức Thầy ngồi đẳng. Hồi xưa Thầy nói cũng là cả 100 năm. Còn nay mình nói mình tính theo tuần với tháng. Vậy mà một đống bên Việt Nam nói, anh cứ nói hoài à, tôi không thấy gì hết. Mà tới ngày hôm nay Sài Gòn điều hưu, không có điện gì, không có buôn bán, không có việc làm. Vậy mà nó cũng không thấy. Là tự vì nó quá vô minh đi. Nó không có biết là ở cái thời tận thế cơ trời đâu phải nói cái là nó y như vậy đâu. Nói là sau này giống như tất cả các nước về chầu, nước Việt này nọ. Ô làm gì có. Nhưng mà nó là thiệt. Là tại sao? Là vì cái đạo thiên tâm của mình sau này về núi Cấm. Sau này đạo thiên tâm từ Thiên Long Sơn rồi Houston lan khắp thế giới. Thì bao nhiêu người Mỹ sau này á, mấy con cứ nghĩ thử 20 năm sau cái đạo này nó lớn cỡ nào. Có phải là họ về chào nước Việt không? Trong đó giờ lúc á, mấy thằng tổng thống của Mỹ, tổng thống của Âu Châu, nó cũng là đạo thiên tâm cũng chừng nữa, nó về chào liền á. Cái đạo là cái cực kỳ quan trọng cho một cái nguồn máy của một cái xã hội thời tận thế của cái trái đất này. Đó là đạo thiên tâm của cha đặt ra. Con của cha là người thừa hành để mà nói lên. Không có cái đạo thì làm sao nó làm được điều hòa lợi cái quả địa cầu này. Cái quả địa cầu này bây giờ đang giống như tear down, nghĩa là giống như đang tan rã đó. Tan rã từ tinh thần thì dĩ nhiên tan rã luôn cái đất, môi trường, rồi thiên nhiên rồi nữa. Rồi chế vũ khí cho lợi hại lên. Bữa nay thằng Nga làm bể cái đập. Mà lỡ như mà từ từ nó làm bể luôn cái nhà phóng xạ nữa. Thôi thì bà quen Vanga bà mù á. Bà sẽ trúng 100% liền. Âu Châu không còn một bóng người á. Chắc phóng xạ mà. Thì lúc đó kinh Phật mà Tam Đại Tạng Kinh nói á, con người á, giảm tuổi thọ. Trong kinh Phật nói giảm tuổi thọ, có nghĩa là thay vì mình sống tới già 100 tuổi hay là về hưu ở bãi biển này nọ, nhưng mà mấy đứa nít 5 tuổi, 10 tuổi nó dính chất phóng xạ, nó bệnh từ từ nó cũng chết á. Có phải là giảm tuổi thọ không? Có nghĩa là Phật nó cũng trúng. Chứ không có phải mà như cái kiểu mà mình cứ ngồi mình tưởng là 9.000 năm sau con người sẽ từ từ giảm tuổi thọ, giảm kiểu nào vậy? Mỗi ngày khoa học nó chế thuốc văn minh hơn, vaccine nè. Người nào chích vaccine là bữa đó, Việt Nam bây giờ cũng là đang già lại, quá lão rồi đó. Rồi ở Mỹ này cũng nhiều người bị nữa nè. Rồi mà huống hồ chi em những cái bệnh mới nữa, thì tuổi thọ tự động giảm xuống. Thì là chúng Phật Di Lặc ra đời.